Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Thanh Vi chọn một ngày thời tiết xuân khá là đẹp để cùng hẹn hò với một người bạn của mình tìm ra công thức nấu các món ăn truyền thống. Và người bạn đó là ai? Hãy cùng Thanh Vi gặp gỡ cô ấy nhé. Chào bà Hoa. Ôi, những quả cà chua đẹp quá. Bạn đang làm gì đấy? Mình vừa đang tuyển những cái lá vàng với cả là hái cà chua để tặng Thanh đấy. Ôi, tặng MC luôn à? Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì như Thanh Bi đã chia sẻ, Thanh Bi cùng người bạn của mình, một cô gái rất là dễ thương, Ngọc Hoa, sẽ cùng nhau đi tìm những món ăn truyền thống ngày Tết. Và món đó là món gì đấy Ngọc Hoa nhỉ? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai món ăn, đó là một món là xôi gấc, đó là một món xôi truyền thống của ngày Tết Việt Nam, và một món nữa cũng rất là đặc biệt và chắc chắn là ai trong chúng ta cũng rất thích, đó là váng chè hoa cau. Xin chào hai bạn, rất vui được chào đón bạn đến với căn bếp của mình. Ngày hôm nay em mang đến cho em một điều vô cùng bất ngờ. Em xin giới thiệu với anh, đây là bạn Thanh Đi, sẽ đồng hành cùng với em để tìm hiểu các công thức món ăn của anh trong ngày hôm nay. Xin chào Thanh Đi. Chào anh Quang Anh, một đầu bếp tài năng và rất quen thuộc với khán giả đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Ngày hôm nay thì em mang đến cho anh một bó hoa tươi thắm, chúc cho anh những ngày xuân thêm rực rỡ. Anh cảm ơn Thanh Đi. Thì nhân tiện ngày hôm nay hai em đến thăm anh thì anh cũng muốn chia sẻ cho em hai món ăn rất là đặc biệt và người Việt Nam mình rất hay làm vào những dịp Tết, đó là món xôi gấc vò với cả chè hoa cau. Thanh Vi biết tại sao và cái món ăn xôi gấc vò là mà người dân Việt Nam chúng ta hay làm vào những dịp Tết không? Em nghĩ là xôi gấc thì có màu đỏ, em nghĩ là tượng trưng cho cái sự ấm cúng cũng như là sự sum vầy hạnh phúc gia đình mỗi dịp Tết đến xuân về, có đúng không anh? Đúng rồi, anh? Đúng rồi em. Thì bây giờ chúng ta có thể chuẩn bị nguyên liệu xong rồi sẽ anh đi chia sẻ cho em làm để làm hai món ăn đấy nhé. Nguyên liệu để làm hai món ăn truyền thống xôi gấc vò và chè hoa cau là quả gấc, thành phần quan trọng nhất tạo nên hương vị cơ bản của món ăn. Tiếp đến là gạo nếp và đậu xanh. Ngoài ra sẽ còn có những gia vị khác như đường, muối, dầu ăn, tất cả phải là những nguyên liệu sạch, an toàn cho sức khỏe. Anh Quang Anh ơi, bây giờ chúng ta sẽ làm món gì đầu tiên hả anh? Chúng ta sẽ làm xôi gấc vò. Để làm được món xôi gấc vò này thì việc đầu tiên thì chúng ta phải đi đồ đậu xanh. Sau đó sẽ lấy cái thịt gấc ra để mình sẽ trộn với gạo nếp để đồ tiếp theo. Thanh Vi đã bao giờ nấu xôi gấc chưa? Thật ra thì mình cũng đã nấu một vài lần. Nhưng mà có lẽ là hôm nay vẫn phải học hỏi anh Quang Anh. Khi mà chúng ta đổ đỗ hay là gạo thì chúng ta nên có một cái khăn để mình cho vào mình đổ. Cái đồ nó sẽ không bị ngấm nước thì cái xôi nó sẽ được tơi hơn và nó khô hơn. Về cái đỗ xanh này thì trước khi đổ thì mình có cần phải ngâm không anh? Cái đỗ xanh này cũng như gạo lếp thì để phải ngâm trước. Mà chúng ta phải ngâm trước từ khoảng 8 tiếng. Trong quá trình mà mình đổ cái đỗ ấy thì chúng ta lấy cái thịt gấc này ra và đánh với một chút rượu. Khi mà chọn gấc ấy, thì mình có cái bí quyết chọn gấc nào để biết là quả gấc có ngon không anh? Chúng ta sẽ mua những quả gấc lếp thì cái màu nó sẽ đỏ hơn. Đấy, chúng ta sẽ đánh lên thì cái màu gấc nó sẽ đỏ hơn, nó giữ được màu hơn khi chúng ta đổ. Trong quá trình đổ đỗ xanh, các bạn hãy bổ đôi quả gấc để lấy phần thịt đỏ bên trong. Chú ý khi chọn gấc, phải chọn gấc nếp, quả nhỏ, nhiều thịt màu đỏ đậm sẽ giàu các chất dinh dưỡng và các vitamin hơn so với gấc tẻ hoặc các loại gấc khác. Sau đó, bạn hãy cho một chút rượu trắng hòa cùng thịt gấc rồi trộn đều, mục đích là để gấc được đỏ và giữ màu đẹp.
Sau khi trộn đều rượu và thịt gấc, hãy đảo hỗn hợp này với gạo nếp đã được ngâm sẵn. Dùng khoảng 500g gạo nếp và 200g đỗ xanh. Hãy cho một chút muối hồng trộn đều với gạo. Nếu không có muối hồng, chúng ta có thể sử dụng muối tinh. Tiếp theo là trộn gấc và gạo thật đều và nhẹ tay. Sau đó trộn tiếp dầu ăn vào gạo để hạt gạo được mướt và bóng hơn. Sau đó hãy cho vào nồi để đồ sôi. Để ngon hơn hãy đổ 2 đến 3 lần. Lần 1 đổ 15 phút, lần 2 20 phút và lần 3 là 5 phút. Sau khi sôi của chúng ta đổ được khoảng 15 phút thì bỏ ra để trộn với cả đỗ. Vâng. 1 phần 2 đỗ. Dạ. Thì để cho nó hạt xong bắt đầu lại đổ tiếp để cho hạt gạo nó tơi ra. Lại đổ tiếp 20 phút ạ? Đây, ví dụ cái em thấy không? Đây là chúng ta chưa cho đỗ vào thì hạt gạo nó đã được tơi như này rồi. Đấy, vì vâng. Do là chúng ta ngâm gạo xong rồi để ráo nước. Dạ. Và có cái khăn này nó đang không đúng nước. Màu sôi là rất tươi đúng không anh? Đấy, màu sôi đấy. Cho sôi đây, bây giờ chúng ta sẽ cho 1 phần 2 đỗ ạ. Đây trời, mình đặt nhẹ chỗ đều đây. Đấy, xong rồi mình sẽ cho thêm 1 phần 2 đỗ. Ở đây mình dùng lửa cân gạo thì mình sẽ cho khoảng tầm 60g đường. Mình trộn vào. Mình trộn đều lên. Sau khi mình trộn đều xong mình sẽ tiếp tục đổ tiếp đúng không? Mình sẽ tiếp tục đổ tiếp khoảng 20 phút nữa. Đấy, các bạn thấy cái hạt xôi của mình chưa vò nó đã ra rất tươi rồi. Vâng ạ. Sau khi chúng ta trộn đường mấy cả 1 phần 2 cái đậu xanh rồi. Vâng. Thì chúng ta cho vào hấp lần thứ 2. Hấp trong thời gian khoảng 20 phút. Sau khi chúng ta đổ sôi lần thứ hai được khoảng 20 phút thì chúng ta cho ra để trộn lốt cái phần đỗ còn lại vào em nhé. Mình vùng đây. Em cảm giúp anh. Sau đó mình sẽ cho nốt cái phần đỗ còn lại đấy ạ. Đầu tiên mình... Em... Có đổ vào luôn rồi, cho em đổ hết vào. Đầu tiên mình sẽ lấy cái phới nhựa này, phới silicone này mình lấy nhẹ nhàng thôi. Sau đó thì khi mà xôi nó nguội đi ấy, thì mình sẽ vò qua đi để cho cái hạt xôi nó mềm. Vâng. Nó mềm hơn. Bây giờ em thấy không? Khi mà cái hạt gạo ấy mà chúng ta ngâm xong rồi để làm cho nó khô đi thì chúng ta đổ hạt gạo nó sẽ tơi, nó không không chưa cần vò nó đã được tơi rồi. Đấy là một cái kinh nghiệm nho nhỏ để chúng ta làm cái xôi vò. Đấy, sau đấy để mà làm cho cái xôi nó mềm hơn ấy thì chúng ta có thể lấy tay chúng ta vò nhẹ này. Dạ. Như vậy thì là cái hạt xôi của mình nó sẽ tơi và đỗ của mình sẽ quyện vào với đúng xôi. Rồi, nó vừa tơi mềm và cái hạt xôi ăn nó sẽ mềm hơn. Dạ vâng. Những cái phần hạt gấc mà khi chúng ta lọc thịt gấc ấy cho vào ấy, lâu ta lại chúng ta bỏ ra. Sau khi chúng ta hấp được 5 phút thì chúng ta sẽ cho ra.
cái món xôi này ấy, thì nếu mà ngày bình thường rất ít người làm, thường vào những cái dịp Tết ấy, thì mọi người sẽ làm món xôi này nhiều để đón xuân. Vậy là Tết hôm nay thì em đã biết thêm một món đó là xôi gò gấc. Vì bình thường thì em chỉ là nấu xôi gấc thông thường thôi, chứ không không biết đến món xôi bò gấc như thế này. Cái yêu cầu thành phẩm của cái món xôi này ấy, thì hạt gạo nó phải tơi, Dạ. và hai nữa cái lớp đỗ vàng bọc mỏng ở bên ngoài ăn nó sẽ bén ngọn lợi hơn. Dạ. Và tiếp theo để mà chúng ta ăn cái món xôi vò lại các vò này để nó ngon hơn thì anh sẽ chia sẻ với em thêm một món nữa, đó là chè hoa cau. Để làm món chè hoa cau này thì rất là đơn giản thôi. Nếu mà khi chúng ta làm món chè hoa cau thì thường sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian này? Món chè hoa cau ấy thì nó cái đỗ của mà cái phần đỗ mà khi chúng ta làm cái xôi vò ấy chúng ta bớt lại rồi nó đã chín rồi, Vâng. để mà làm cái chè hoa cau chắc nó chỉ mất khoảng tầm 5 phút thôi, vì để chúng ta đun cái nước sôi lên và cho đường vào và xuống với bột sắn rồi đổ cái này lên là xong. Để làm được món chè hoa cau đúng chuẩn thì trước hết phải dùng đường phèn, không nên dùng các loại đường khác vì chè hoa cau chỉ cần một chút ngọt nhẹ tạo cảm giác có vị thanh. Tiếp đó bạn hãy dùng bột sắn và nước lọc. Khi nước sôi, hãy cho đường phèn vào và hòa tan, đổ bột sắn vào. Chú ý, bột sắn chỉ để độ sánh vừa đủ, không quá đặc. Cuối cùng, bạn hãy cho đỗ xanh đã để ráo nước vào và đảo đều. Chú ý không đun quá lâu, tránh trường hợp hạt đỗ bị nhuyễn nát. Vậy là chỉ sau 5 phút thao tác, các bạn đã có một món chè hoa cau đúng chuẩn. Quý vị và các bạn thân mến, và đây là thời gian mà cả ba anh em chúng tôi chờ đón nhất. Thành phẩm của chúng ta gồm có hai món, món xôi vò gấc và món chè hoa cau. Và chúng ta cùng thưởng thức nhé. Để anh mời hai em nhé. Hai món ăn này thì mình sẽ là hòa trộn với nhau hả anh? Đúng rồi. Em lấy chè và một ít xôi. Wow, danh hoa rất là ngon luôn. Thơm mùi gấc này, ngọt, thanh mát và mùi của vị đỗ nữa. Anh thử đi. Em cũng rất là chờ mong để thử anh Quang Anh. Ngon đúng không Thanh? Rất tuyệt vời anh Quang Anh ạ. Và mùi rất thơm này, quyện theo đó là một vị ngọt thanh mát nữa. Em cũng là một người kén ăn lắm và không muốn ăn những cái đồ mà ngọt quá, nên là vị ngọt thanh mát của đường phèn đúng không anh, để làm cho món ăn sẽ đỡ, kiểu như là em cảm giác đỡ ngán. Nếu mà ăn không với xôi nó rất là nóng, Vâng. nên là mình sẽ dùng cái bột sắn mình nấu với cái bát chè hoa cau ấy, ăn nó sẽ thanh mát hơn. Thì anh cũng hy vọng rằng sau cái buổi chia sẻ này của anh dành cho hai em cũng như các vị khán giả truyền hình thì cái Tết này chúng ta sẽ có một cái món xôi vò rất thật là ngon để cũng lên tổ tiên. Cảm ơn em. Vâng, Được. em cảm ơn anh rất là nhiều. Và Tết năm nay thì chắc chắn gia đình em đã có thêm một món ăn mới, đó chính là xôi gấc vò và chè hoa cau ạ. Chắc hẳn thông qua chương trình này, tất cả quý vị và các bạn đã có được bí quyết để làm món xôi gấc vò và món chè hoa cau rồi đúng không ạ? Và năm mới đã đến rồi. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một mùa năm mới tràn ngập hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Và chương trình của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại! Trung Thành Foods được thành lập vào ngày 1 tháng 8 năm 1995 với trụ sở chính đặt tại khu công nghiệp Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội và chi nhánh Hà Nam. 25 năm xây dựng, thương hiệu Trung Thành Foods đã có cho mình gần 200 loại sản phẩm mang thương hiệu Trung Thành Foods. Tại thị trường nội địa, Trung Thành đã xây dựng được một hệ thống các nhà phân phối ở 60 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Trung Thành Foods, sải cánh bay xa, vươn ra biển lớn.